Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Fan Blog. Ngày hôm nay mình sẽ có một video mới về việc review hộp bút chì Kashmir. Ngay khi vừa nhìn vào hộp thì các bạn sẽ thấy một bức tranh. Có lẽ là nó được vẽ từ rất nhiều màu. Các bạn có thể thấy xung quanh nhìn nó khá là đẹp. Nhìn bên ngoài thôi là mình đã thấy nó rất là đẹp rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu khám phá bên trong nhé. Mình sẽ mở từ dưới lên. Wow, các bạn có thể nhìn thấy là nó rất là đẹp luôn. Phần cuối bút chì của nó rất là đẹp, rất là long lanh ý. 14 cái bút chì vòn vẹn rất đẹp. Giờ mình sẽ đổ nó cho các bạn. Giờ mình sẽ đổ cho các bạn xem. Đây, nhìn rất là thẩm mỹ luôn. Rất là đẹp, ở dưới cây thì lấp lánh này. Còn ở trên thì là thân được tô rất đẹp. Rất đẹp đây. Thì bên trong có rất nhiều màu để các bạn có thể phù hợp dùng trong mọi lúc. Thì bộ màu này mình thấy là sẽ phù hợp hơn với những người mà chuyên vẽ hoặc là kiến trúc sư. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể sử dụng bộ màu này để học và tập và dùng trong mọi mỹ thuật. Đây, rất là đẹp. Ở phía trên là có chữ trắng. Thì mình sẽ bắt đầu so sánh với độ đậm nhạt khác nhau. Thì rất dễ cần thiết biết các bạn chỉ cần tìm hai cây có đầu nhạt nhất, to nhất và nhỏ nhất. Như thế này. Bây giờ mình sẽ cầm lên so sánh cho các bạn. Đầu của nó khác nhau rất rõ ràng. Thưa công chúa có thể thử màu vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử màu cho các bạn biết. Đầu tiên là 12B và 2H. Các bạn có thể nhìn thấy độ đậm nhạt hoàn toàn khác nhau. Khác nhau một cách rõ ràng. 12B thì có vẻ da sẽ màu dễ hơn và đậm hơn rất nhiều. Còn 2H thì da màu hơi khó khăn hơn một chút và màu rất là nhạt, phù hợp cho mọi hoàn cảnh của mọi người sử dụng. Của mọi người khi sử dụng. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn nào có nhu cầu mua thì có thể lên Lazada và tham khảo giá trên thành viên đó nhé. Tạm biệt mọi người.